Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của XMobile Channel nói về tầm giá khoảng tầm hơn 6 triệu đi. Thì có lẽ các bạn có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng để tìm một chiếc flagship cũ cực kỳ ngon ở phân khúc này thì ngoài chiếc S9 Plus ra mình không nghĩ ra được chiếc máy nào nữa. Không biết các bạn có nghĩ ra được chiếc máy nào hay không, nhưng mình chỉ nghĩ được chiếc máy này mà thôi. Mức giá bây giờ thì đây, các bạn có thể nhìn ngay bên trên màn hình, và các bạn có thể bấm vào đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video để có thể theo dõi mức giá thay đổi theo từng ngày. Bởi vì đây là một chiếc máy đến từ Samsung, đến từ một nhà sản xuất có thương hiệu, và nó không thua kém bao nhiêu so với những chiếc máy đến từ Apple. Và nó cũng sẽ mang lại cho các bạn những thứ rất là thời trang, rất là sang trọng ở ngay bên cái phần bề ngoài này. Hay tới với cái thứ bên trong, những cái thứ được trang bị đến nó, những cái tính năng được mang lên đây, thì nó đều mang lại những cái trải nghiệm là tuyệt vời. Chẳng nói đâu xa, đây, ở ngay bên trên phần màn hình thì đây đã là cái thứ nó rất đáng giá ở tầm giá này rồi. Các bạn sẽ có màn hình kích thước lớn 6,2 inch, độ phân giải là 2K cộng, tấm nền Super AMOLED mang lại những trải nghiệm màu sắc thì không điểm chê. Thêm nữa thì do có một cái thiết kế cũ nên các bạn cũng sẽ có hai cái đường đen bên trên bên dưới rất là cân đối, để cho các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc là cầm ngang chiếc máy ra để xem phim, chơi game, làm các thứ. Và cũng nhờ cái viền đen này thì chiếc máy cũng sẽ mang lại cho các bạn khả năng bảo mật cực kỳ tốt với cái cảm biến mống mắt ở bên trên đây. Và với thế hệ S9 cộng này thì các bạn cũng sẽ có những cái tùy chọn để có thể vừa kết hợp được mống mắt lẫn kết hợp với cái nhận diện khuôn mặt một cách dễ dàng hơn. Nó sẽ nằm ở bên trong cái phần quét thông minh như thế này. Với những cái thế hệ trước, ví dụ như là Samsung Galaxy Note 8 hay S8, các bạn cũng sẽ có mống mắt, các bạn cũng sẽ có khuôn mặt, nhưng để kết hợp được như ở trên cái chiếc Samsung Galaxy S9 cộng này thì là không thể được. Nên đây cũng là một cái thứ mà chiếc S9 cộng này nó tỏ ra là vượt trội, nó nhỉnh hơn so với những chiếc máy kia. Còn với cấu hình, do đây là phiên bản Hàn Quốc, các bạn sẽ có con chip là Exynos 9810, các bạn có 6GB RAM và các bạn có 64GB bộ nhớ trong. Nó sẽ không giống như là cái chiếc Samsung Galaxy S9, các bạn sẽ chỉ có 4GB, thì chiếc máy này nó sẽ có một cái dung lượng RAM cao hơn để cho các bạn có thể thoải mái hơn trong việc sử dụng đa nhiệm. Và khi chơi game thì sao? Con chip Exynos 9810 ở thời điểm này thì nó cũng đã gọi là con chip được 3 thế hệ rồi. Exynos 9810 này, 9820 và 9825 đã được 3 thế hệ. Thì chắc chắn về sức mạnh của nó thì cũng đã có đôi phần hơi đuối đi một tí. Nhưng ở trong những tựa game mà các bạn đang thấy, những tựa game rất phổ biến bây giờ như là Liên Quân Mobile hay là PUBG Mobile, thì nó vẫn có thể mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm chơi max setting, HDR, các thứ hay FPS cực độ ở cái hình ảnh là mượt. Nói chung rằng là nó đã suy giảm, nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ không làm cho các bạn thất vọng khi mà sử dụng để chơi game, cũng như xử lý những cái tác vụ hàng ngày để cho các bạn có thể làm việc hay là giải trí vân vân và mây mây. Đến với camera đi, thì ở phân khúc tầm giá 6 triệu này, các bạn vẫn sẽ có ở đây là camera kép với một camera khẩu độ cực kỳ lớn tới là f1.5, và các bạn cũng có thể chỉnh được khẩu độ trên cam này xuống là f2.4, giúp cho các bạn khi mà chụp ảnh phơi sáng trong điều kiện chiếu sáng cũng sẽ không lo đến việc là bị cháy, hoặc là trong những cái điều kiện khác nhau chụp tự động thì nó cũng sẽ tự động mở ra hoặc đóng lại tùy theo cái điều kiện ánh sáng môi trường. Nói chung rằng là cái cam này mình thấy nó rất là hay ho. Thêm nữa thì các bạn cũng sẽ có ở đây là cam tele, giúp cho các bạn có thể phóng đến một khoảng cách gần hơn mà chi tiết ảnh nó sẽ không bị bể, giống như kiểu những chiếc máy khác chúng ta phải zoom số ra. Nói chung là nó ổn, nó chỉ thiếu một thứ, đấy là camera góc siêu rộng mà thôi. Do cái chiếc máy này nó ra mắt ở một cái năm vẫn chưa phổ biến cái trào lưu trang bị camera góc siêu rộng lên, nên các bạn cũng sẽ phải chấp nhận. Nhưng không sao, nếu các bạn muốn thì chúng ta vẫn sẽ có thể là mua một cái lens góc siêu rộng để gắn ngoài vào đây, thì đó các bạn vẫn có thể chụp ultra wide trên cái chiếc máy này. Còn về thời lượng sử dụng pin thì mỗi người dùng một kiểu, nên mình cũng không thể nào mà nói được về cái thời lượng pin của chiếc máy này. Hoặc là do đây là những chiếc máy cũ thì mức chai pin của nó cũng sẽ mỗi máy một khác. Có thể chiếc máy của mình pin nó còn tốt, nhưng khi các bạn mua phải một chiếc máy khác thì pin nó bị chai hơn một tí rồi, thì các bạn lại bảo ô, video này đánh giá không công tâm, không trung thực, lúc đấy mình lại bị chữ sấm lờ, nên là mình sẽ bỏ qua cái phần đấy là về thời gian sử dụng pin. Nhưng nói chung là nó vẫn sẽ ổn để cho các bạn sử dụng trong vòng một ngày. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có đấy là hỗ trợ sạc nhanh, nên cái vấn đề về pin thì bạn cũng sẽ không phải quá là đắn đo suy nghĩ trên chiếc Samsung Galaxy S9 cộng. Chúng ta lại còn điểm nữa, đấy là vẫn có jack cắm tai nghe 3.5mm ở đây, chứ đâu phải như những chiếc máy khác ở thời điểm này bỏ hết jack 3.5mm đi. Khá là buồn. Nói chung là vậy thôi, Samsung Galaxy S9 Plus thì theo mình thấy vẫn là một chiếc máy tốt ở phân khúc tầm giá là 9 triệu. Khi mà nó sẽ đến từ một thương hiệu có tiếng, các bạn vẫn sẽ có một cấu hình đủ dùng, hoặc cũng có thể nói rằng là tốt để các bạn có thể chiến game. Và chúng ta cũng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời ở phần máy ảnh này, bảo mật ngon với nhận diện khuôn mặt và mống mắt kết hợp.
Còn các bạn thấy sao về chiếc máy này ở phân khúc tầm giá là 6 triệu, các bạn còn có một option nào ổn hơn nữa hay không? Xin comment để lại ý kiến cá nhân các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau. Đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của XT Mobile.